chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Mỹ Anh dùng khổ nhục kế để chiếm được cảm tình bà Dung. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Tưởng chừng như đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ, khi gia đình ông Khánh và bà Dung đã chấp thuận. Thế nhưng khi tai nạn đã xảy ra thì lại là một câu chuyện khác. Bà Dung đã bị những người bạn thân thao túng tâm lý. Một phần do người bạn này muốn tác hợp Hải đăng cho con gái của họ, nên người này đã lên tiếng cảnh báo bà Dung. Việc thay đổi khuôn mặt có rất nhiều rủi ro. Nếu may mắn gương mặt thành công thì việc bơm vào cơ thể rất nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của Minh Anh. Bà Dung nghe đến đây bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến việc nảy sinh ý định ngăn cản hôn nhân của con trai. Bà Dung bắt đầu nói chuyện với bà Nga và cô Út. Bà nói bóng gió về việc Minh Anh sẽ phẫu thuật rất nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Hải Đăng là con một trong gia đình, nhất định phải có cháu để nối dõi tông đường. Những điều đó thôi đã khiến bà Nga và cô Út bắt đầu suy nghĩ việc gia đình Hải Đăng đã chán nản, muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Mỹ Anh đề nghị Hải Đăng đưa mình về nhà của anh ấy để nói lời cảm ơn với ba mẹ của Hải Đăng, cũng một phần muốn lấy lại cảm tình của bà Dung. Mỹ Anh còn cố tình nói Hải Đăng dẫn mình đi mua một bó hoa thật lớn để tặng bà Dung. Cứ tưởng hành động này của mình có thể được ghi điểm trong mắt của ba mẹ chồng, nhưng bà Dung không những không cảm thấy hài lòng mà còn khá thắc mắc. Hỏi tại sao Mỹ Anh xuất viện rồi lại không về nhà của mình ngay mà lại đến thăm nhà của Hải Đăng trước. Mỹ Anh cũng cảm thấy vô cùng ấp úng và không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Thấy người yêu của mình bối rối, Hải Đăng cũng thanh minh rằng lúc đầu Mỹ Anh cũng muốn về nhà của mình, nhưng cô ấy muốn đến đây trước là vì muốn cảm ơn gia đình của Hải Đăng vì đã giúp cho chị em của cô ấy thoát khỏi nguy hiểm. Biết Mỹ Anh đang ở trong thế khó, ông Khánh nói đỡ cho Mỹ Anh, một cô gái mà có lòng biết ơn như vậy là rất tốt. Ông ấy còn khuyên bà Dung đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng nhìn biểu hiện và ánh mắt của cô con dâu lúc này, bà Dung linh cảm có điều gì đó không phải. Bà cho rằng một câu thắc mắc rất đơn giản là vì sao không về nhà trước, mà qua thẳng nhà bà, nhưng thái độ của Minh Anh lại vô cùng khó chịu. Ánh mắt láo liêm và lườm liếc trông rất mưu mô. Không lẽ phẫu thuật xong, tiêm nhiều thuốc làm cho tính cách con người thay đổi, bà Dung tự thắc mắc. Ngay cả kiểu ăn nói cũng cọc lọc và thay đổi thái độ khi bị chất vấn, cũng khiến bà vô cùng nghi ngờ. Tôi thấy nó khác lắm ông ạ, không phải vì tôi định kiến gì đâu mà thật sự là như vậy. Linh cảm của phụ nữ luôn luôn đúng. Ông cứ chờ mà xem, con dâu của ông còn như thế nào nữa. Tôi nghĩ là chuyện cưới xin nên suy nghĩ lại và cẩn trọng hơn. Bà vẫn kiên quyết hoãn đám cưới, từ từ suy nghĩ thêm. Mỹ Anh khi biết bà Dung đang ngăn cản đám cưới, bề ngoài cô tỏ ra bình thản nhưng trong lòng vô cùng bực tức. Không lẽ đợi đến khi bà chị mình tỉnh lại thì mới chịu cho cưới, lúc đó hỏng hết mọi kế hoạch. Cô bắt đầu suy nghĩ nước đi tiếp theo và quyết định đã đến lúc dùng đến khổ nhục kế và tài diễn xuất của mình. Mỹ Anh sau đó thuê giang hồ theo dõi bà Dung và muốn họ lái xe tông thẳng vào bà. Mỹ Anh sẽ xuất hiện đúng lúc và đỡ cho bà Dung. Cùng với khả năng diễn xuất của mình, cô nàng hy vọng sẽ thành công đánh vào lòng trắc ẩn, vào sự bao dung, vị tha của một người mẹ. Khi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, ngay lúc bà Dung vừa bước ra khỏi nhà, chiếc xe máy từ từ lao đến. Mỹ Anh từ phía sau lao đến và hô to, cô ơi, cô cẩn thận. Sau đó Mỹ Anh xô bà Dung ra và bị xe máy tông trúng. Mỹ Anh sau đó nằm đau đớn và giả vờ ngất đi trong sự tính toán. Bà Dung hoảng hốt truy hô người ứng cứu và lập tức đưa Mỹ Anh tới bệnh viện. Vì đã là dàn cảnh nên dĩ nhiên, Mỹ Anh chỉ bị xây xát nhẹ. Tính mạng đã qua cơn nguy kịch. Hải Đăng tức tốc chạy vào bệnh viện chăm sóc cho Minh Anh, bà Dung từ đó cũng bắt đầu hạ giọng. Nhìn thấy con dâu tương lai vì mình mà không màng tính mạng, trong lòng không khỏi áy náy và dày dứt. Tính ra cả nhà bà đã nợ cô cả hai mạng sống. Ông Khánh lúc trước lên cơn đau tim cũng được Minh Anh cứu sống kịp thời. Bà Dung vô cùng ân hận vì bữa giờ đã ngăn cản tình yêu của hai đứa trẻ. Bà dự định khi Minh Anh xuất viện, sẽ gọi cả hai người để bàn lại chuyện hôn nhân. Vậy là một chiêu trò nữa đã giúp Mỹ Anh lấy trọn cảm tình của gia đình Hải Đăng. Liệu rồi đám cưới có diễn ra suôn sẻ như dự tính? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.